Rồi, Vương Nhất đi hậu. Vương Nhất, như vậy là Bạch Thần đánh pháo đầu Tam Minh. Vâng. Rồi, pháo đầu Tam Minh, Vương Nhất đỡ tắt ổ. Vâng, như vậy là Bạch Thần đánh pháo đầu Tam Minh rồi. Rồi, nhưng mà Mạnh Thần lại đá quả chiêu nhảy vào biên. Một chiêu thức rất là ít khi gặp ở trong bố cuộc. Thông thường ấy thì bên đỏ nó sẽ đi mạng 8 đến 7 hoặc pin 7 đến 1. Nhưng mà hôm nay anh Mạnh Thần đang cho quả mạng 8 đến 9 nên định cho Vương Nhất nó dừng đây. Trời, quả hơi lạ đấy. Hơi lạ đây. Các bạn hãy xem là hai cao thủ mà người đứng thứ nhất trên bảng hùng và người đứng thứ 6 sẽ đối đầu nha trong cuộc chiến này. Và đây là trận chiến đầu tiên mà hai cao thủ lại gặp nhau ở mùa giải 2020. Mùa giải 2019 thì hai đội hai kỳ thủ này gặp nhau nhiều lần nhưng mà Mạnh Thần không thua trận đấu nào. Đấy, cho nên là trận này là trận sẽ cực hay đây. Và đội tuyển Tứ Xuyên đang dẫn với tỷ số là 4-2 nhé. Đấy, tôi sẽ cập nhật thông tin để cho mọi người được thấy rất rõ. Như vậy là Vương Nhất đi lấy cờ C4 tuần 5 cũng đang sử dụng công phu để chống lại cái đòn đánh mà pháo đầu Tam Minh chậm ra xe khá đặc biệt của bên Thiên Mã Vương. Đây là một ván cờ mà có lẽ là mọi người đều rất là mong đợi và háo hức chờ xem. Không rõ là Mạnh Thần hay là Vương Nhất sẽ giành thắng lợi. Hai kỳ thủ này lại đang là so kè ở cái vị trí gọi là xạ thủ vương. Như vậy là ban tổ chức đã lập tức quay về trận đấu và rất quan trọng này. Mà tôi lại phải mất công để sửa tên và đấy, anh Huấn ấy thì hôm nay anh sẽ cổ vũ cho Mạnh Thần. Đấy. Đấy, các bạn đang xem tận mắt này, hai danh thủ lừng lẫy của Trung Quốc đang đọ sức đua tài tại sân chơi đồng đội Giáp Cơ Biên Tái ở thể thức cờ nhanh 20 phút tích lũy 5 giây. Năm 2019 thì Mạnh Thần đã để lại dấu ấn rất lớn khi mà đã 3 lần chém ngã Vương Thứ Nhất rồi ở 3 trận chung kết của 3 giải đấu lớn, đó là Cao Cảng Bôi, Bà Bảo Bôi và chung kết Giáp Cơ Biên Tái. Cuộc tái ngộ này là cực kỳ thú vị đây. Nhận Vương Thứ Nhất cũng đang tùy cơ ứng biến và sử dụng nước cờ lên sĩ tượng sớm khá hay. Trận chiến đang bắt đầu diễn ra từ tốn nhưng mà ẩn chứa rất nhiều gươm đao. Một bạn bình luận là Mạnh Thần nhìn bướng thật. Và hai kỳ thủ này thì nói về tuổi đời cũng xem nhau thôi. Và Mạnh Thần là kỳ thủ sinh năm 1988, người Liêu Linh. Còn Vương Nhất là sinh năm 1989, người Bắc Kinh. Xem được hai bàn chứ. Vâng, nhưng mà vấn đề là em tắt cái bàn kia đi để cho nó đỡ mất tập trung thôi. Hoàn toàn là xem được hai bàn. Còn đây là link chính thức của ban tổ chức anh Nam nhé. Và Tứ Xuyên đang là 4-2 so với cả Hàng Châu. Vương Nhất buộc phải giành thắng lợi trong trận đấu này thì đội tuyển Hàng Châu mới có điểm trước đội tuyển Tứ Xuyên. Ông nào là Mạnh Thần? Vâng, ông bên tay trái bạn nhé. Vâng, ở trên khung hình ở trên góc trên cùng tôi đã ghi rõ bằng tiếng Việt đấy. Và Mạnh Thần của Tứ Xuyên đang đối đầu với cả Vương Nhất của Hàng Châu đấy. Như vậy là đến đây thì mới hình thành lên ngũ thất pháo. Và rất kỳ lạ là bên đỏ đã không xuất xe. Đấy. Bên đen thì cũng bố phòng một cách rất cẩn thận, không lên bình phong mà lại lên sĩ tượng tròn. Để về sau là bên Vương Nhất có thể nghĩ cách là lên mã 2 tấn 1 rồi ra xe 1 bình 2, xe 1 bình 4. Ván cờ đến đây thì rõ ràng là gần như là out book rồi. Và theo kiểu lối lói là gọi là xé sách đấy. Và bởi vì là các kỳ thủ có đánh theo kiểu là chính thượng đâu. Vâng, ván này là Mạnh Thần xé sách. Mạnh Thần xé sách á? Chưa phải. Như vậy là Vương Thứ Nhất đi rất bất ngờ. Không nhảy mã biên, không nhảy mã 2 tấn 3 mà lại là nhảy mã quỷ. Và một đường đi rất kỳ lạ trong trận đấu này. Hình cờ này thì theo quan điểm của tôi thì vẫn cân thôi, vẫn chưa ông nào ăn ông nào cả. Tạo lỡ mới biết được, là thắng thua như thế nào. Sâu hai bàn đó, vâng, sâu hai bàn cũng được thôi. Vâng, anh quên Trịnh Đồng nhờ, Trịnh Đồng đang đánh, quên mất rồi, em quên mất đấy. Vâng, sorry tất cả các bạn nhé, tôi sẽ cho các bạn xem luôn cả hai bàn đấu. Vâng, bàn cờ to thì ưu tiên kênh chính thức của ban tổ chức là Mạnh Thần gặp Vương Nhất. Ô, hòa rồi à? Không phải, nhầm. Không, hòa đi. đang hít dầu gió, để hòa thì buồn cười quá. Và bàn cờ con là Trương Bâm đang đấu đá với cả Trịnh Duy Đồng.
nhưng trận này cũng dễ hòa. Vâng, như vậy là tôi đã show cả hai bàn cờ lên đấy để phục vụ anh em xem nó đầy đủ. Vâng, và có sự xuất hiện của hai ngôi sao. Vâng, tất nhiên là Vương Nhất hơi đang hơi đè sóng một tí khi mà chiếm được cái link chính thức của ban tổ chức. Vâng, cái link này rất là đẹp nhá, có cả bảng tên rồi điểm số rồi đồng hồ và cả khuôn hình của hai kỳ thủ đang thi đấu rất là rõ ràng luôn. Còn đơn vị tài trợ thì họ bắt buộc phải quay qua cái hệ thống app Thiên Nhật Ký rồi. Nhưng mà Vương Thiên Nhất này hay hay bị thua mạnh thần á. Hay thua. Rồi như vậy là cuối cùng đội bên đỏ đã hình thành lên thế hoành xe. Và một đường đi rất lạ mắt của Thiên Mã Vương. Và còn tại sao gọi là Thiên Mã Vương là bởi vì là có xuất xứ cả. Là năm 2015 là ở giải Thiên Mã Hành Không tổ chức tại tỉnh Hà Bắc. Thì Vương Mạch Thần đã tham gia thi đấu và đã đoạt được chức vô địch từ rất nhiều quân hùng. Và ở giải đấu đó người ta quy định là nhà vô địch ngoài tiền thưởng ra sẽ nhận danh hiệu là Thiên Mã Vương với một bức tượng hình con mã theo kiểu lối Thiên Mã Hành Không đấy, cũng là một thế trận cũng nổi tiếng ở trong cái đòn thuật pháo. Rồi anh em like cho tôi được 1.000 like nào, để tí nữa lại có người cá 1.500 like thì lên cho nó nhanh nhỉ. Đến đây thì bên đỏ đã lao mã biên vào trận địa rồi. Hình thế này là hình thế nên bên đen sẽ phải cẩn thận. Và bên đen giờ có thể có hai đường đi, một là pháo 1, pháo 2 thoái 2 để móc vào chân sĩ để bắt xe. Hai là có thể mở binh 7 để đấu tốt thông đường và kiềm chế luôn cánh quân bên phải của bên Mạnh Thần. Đấy, như vậy là Vương Nhất đã mở binh 7 tấn 1 để đấu tốt rồi. Ván cờ đang thực sự là rất hấp dẫn đấy. Rất hấp dẫn luôn. Tôi cảm giác là Mạnh Thần hầu như là cảm giác tự tin khi mà đối đầu với Vương Thiên Nhất. Và anh ta không hề có một cái chút gì gọi là run sợ cả. Đấy, sau khi đấu quân xong là la con mã qua sông ngay. Và quánh nhau tức chuẩn bị quánh nhau rồi. Và một lúc nữa thôi là con xe cánh trái của bên đỏ nó xuất động là coi chừng đấy nhá. Và đây là một cái trận thế rất lạ mắt mà Mạnh Thần đang răng ra để đối đầu với cả ngoại tình hay khách. Trận này thì hòa được thua cũng không ai chấp cái gì. Mà xin nhắc lại các bạn là tính thời điểm này thì Mạnh Thần đang xếp thứ 2 trên bảng xạ thủ vương, còn Vương Thiên Nhất thì đang đứng đầu rồi và Vương Nhất đang dẫn đầu giải đấu với một kết quả rất là hoàn mỹ là 9 thắng 3 hòa. Mạnh Thần đánh cả Vương Nhất rất tự tin, bao nhiêu cuộc chiến rồi đều như vậy. Mạnh Thần rất tự tin khi đối đầu với Vương Thiên Nhất. Vâng, thành tích thi đấu của Mạnh Thần sau 13 vòng là 6 thắng 6 hòa 1 thua. Và anh ta chỉ thua duy nhất trước một kỳ thủ đó là Kim Ba của đội Kinh Ký thôi. Còn Vương Nhất thì bất bại, 9 thắng 4 hòa. Nếu mà bàn đấu này mà Mạnh Thần mà sút chết Vương Nhất nhất là nhất nhất hạ xong điều luôn đấy. Vừa giúp cho đội tuyển Tứ Xuyên chiến thắng, vừa có thêm tiền thưởng mà lại nó lại có thể ngoi lên ở phía trên của bảng xếp hạng cá nhân với hy vọng là lật kèo trước Vương Thiên Nhất. Bây giờ nước cờ nhật quăng mã qua sông của bên Mạch Thần đang khiến cho Vương Nhất phải suy nghĩ rồi. Và nước cờ này là có tác dụng gì? Nước cờ này có hai tác dụng. Thứ nhất là chuẩn bị mở con xe 9 bình 8 nhìn pháo. Tác dụng thứ hai là có thể thoái mã về để liên kết với con mã lộ 3, tạo thành một cặp mã liên hoàn và dắt díu nhau để có thể qua sông trận chiến. Các bạn thấy là nếu bây giờ bên đỏ mà đi được nước cờ là mã 6 thoái 4 thì bên đỏ sau này sẽ dựng được công thế tiếp theo, đó là pháo 5 thoái 1 để luồn vào bắt xe. Lần đầu tiên nhất thua giờ à? Và thời gian thi đấu của hai kỳ thủ là 20 phút tích lũy 5 giây. Và các bạn thấy rằng là Mạnh Thần đang chỉ tốn khoảng có chưa đầy 3 phút cho phần khai cuộc. Trong khi đó thì Vương Thiên Nhất đang phải cắp cụi suy nghĩ với một bố cục rất là mới mẻ của đối phương. Và mùa giải 2019 thì hai kỳ thủ đấy đối đầu nhau nhiều trận nhưng mà Vương Nhất không thắng được ván nào. Và chỉ có thua và hòa thôi. Còn năm 2020 thì họ mới gặp nhau đúng một lần này. Đây là ván đấu đầu tiên. Hứa Ngân Xuyên có trong top 5 của bảng xạ thủ vương đấy, nhưng mà Hứa Ngân Xuyên thì các bạn chỉ xem cho nó thấy đẳng cấp với cả cái đường xử lý nó gọi là nó có thương hiệu thôi, chứ còn hiện nay mà anh ý để có thể gọi là cướp được cái giải xạ thủ vương thì hơi khó vì anh ý đánh toàn hòa là nhiều thôi.
Đó, như vậy là binh 5 tấn 1 rồi. Để tránh cho đối phương là thoái mã về để nối kết song mã của bên mình. Đấy. Các bạn thấy là đường đỡ của bên Vương Đình Nhất cũng rất là có cái chiều hướng là ứng biến. Tức là theo kiểu là lúc này hình thế lúc này là đang bay nhảy rồi. Và nó đang ao búc, cho nên là Vương Đình Nhất sẽ phải vận công phu. Anh đoán thế nào quanh thần tí nữa cho con báo hồng tượng vui. Thế ạ? Theo dự đoán của anh Thắng là tí nữa là kiểu gì cũng sẽ lém một con mã vào tượng để lấy thế công. Trận này thì Vương Nhất cần phải cày điểm để gỡ hòa cho Hàng Châu. Nhưng mà trong thế đi hậu là hơi khó. Như vậy là xe 9 bình 8 rồi. Và quân lực của bên đỏ đã xuất theo lối gọi là trực hoành xe. Cờ này thì nhìn bên đỏ có vẻ đang đẹp hơn. À, tôi vẫn đánh giá cờ này là bên đỏ đang đẹp hơn. À, Vương Nhất lúc nãy anh em toàn thứ nhất cả đấy, trái thích mạnh thần bây giờ đánh rồi, bây giờ mình thấy là bây giờ gió đang đổi chiều đấy, mạnh thần đang ưu thế hơn. À, bên đỏ đang xung quân về phía trước một cách khá là dồn dập, và xin nhắc lại là Vương Nhất rất đánh cao giá cao cái khả năng trung tàn của Thiên Mã Vương nhé, bởi mạnh thần là kỳ thủ có lối chơi rất là sâu, đặc biệt là cờ tàn không kém thì Vương Nhất đâu. Và anh ta chỉ có một điểm yếu, đó là anh ấy oánh xô sát không bằng Vương Nhất thôi. Cho nên là cầy điểm với cả nhóm dưới là không hiệu quả bằng thôi. Lần bình luận thảo nào. Vâng, nói gì thì nói, tôi rất thích xem Vương Nhất. Và kể cả thắng hay thua hay hòa thì mỗi trận chiến của Vương Nhất bao giờ cũng để lại rất nhiều cảm xúc. Và đọc lại trong ngày trí nhớ những cái ấn tượng khó phai. Đấy, như vậy là đến đây là Vương Nhất bắt đầu bình pháo đuổi xe rồi. Và giờ thì Bạch Thần sẽ gặp khó khăn một chút trong giai đoạn khai cuộc này. Và giờ các bạn hãy xem là đến đây bên đỏ sẽ xử lý thế nào. Và chắc là phải chạy xe thôi. Và đơn giản nhất là xe 6 lại bình 4 để bình qua lộ 4 rồi chọc xuống cửu để chuẩn bị đập tượng. Đấy. Và hình thế này tôi nghĩ là như vậy thôi. Và cơ bản là bên đỏ bây giờ phải chạy xe. Rồi, như vậy là xe 6 bình 4 rồi. Đấy. Con xe sử cắm được cản tượng. À, đang chuẩn bị phục kích ở nước cờ xe 4 tấn 7 để cản cửu. À, Vương Nhất bắt đầu quay ra để uống nước, trấn tĩnh xem, để xem đồng chí sẽ xử lý thế nào. À, chỗ này hay rồi đây. À, chỗ này bắt đầu là căng. Như vậy là Vương Nhất đi ngay. Và Vương Nhất không cần nghĩ nhiều, đi nước cờ pháo 4 tấn 1. Và cản trở chân mã của đối phương, không cho đối phương thực hiện được cái mưu đồ cản cửu đập tượng. Còn nếu là Vương Nhất mạnh thần mà thò xe lên hàng tốt sẽ bị lớp cờ mã 4 tấn 5 ngay, đuổi xe ngay lập tức. Và Vương Nhất đang vận toàn bộ cái công lực gọi là công phu gọi là trung tàn, gọi là long du tấu khúc đấy. Và chuyển hình như con rồng nó biến hóa rất là đa đoan. Và các bạn thấy là hoàn toàn là ứng biến luôn, chứ gần như là các kỳ thủ này chắc chắn là không chuẩn bị trước cái trận đồ như thế này. Rất nhiều bạn đang cổ vũ. À, Lân thích nhất không, chấp nhất 1/2. Thôi em không cá với anh, và chứ còn nếu anh ra kèo đấy thì em nhận ngay, và em nhận nhất ngay, chấp hòa là quá lắm. Và dưới quan điểm của em là bất kỳ một kỳ thủ nào mà đánh bằng phân với Vương Nhất thì em đã nhận rồi, chứ đừng nói là chấp hòa với cả chấp đồng banh. À, chỗ này là chỗ cao, và nước cờ chạy tấn pháo lên 1 rất là du dương nhá. Và nó vừa chống được là lớp cờ lăng mã tới để của bên đối phủ, mà vừa cản trở việc đối phương là có thể ăn tượng. Ngoài ra là bên lớp đi pháo 4 tấn 1 là còn có một cái mưu đồ khác, đó là chạy pháo 4 bình 7 để nhìn con mã và con tượng lộ 3 của bên đỏ. Thực ra cái mục đích chính là để cản tượng thôi, không cho đối phương đập con tượng. Và anh Thắng, anh dự đoán là mạnh thần kiểu gì cũng quăng một con mã và con tượng, mà không biết có đúng không? Đấy thì Vương Nhất sợ phải lên đấy cả thì chỗ này đến lượt bên đỏ đi. Và bên đỏ bây giờ bắt đầu phải nghĩ rồi. Có hai hướng đánh cho mạnh thần trong bối cảnh này. Một, như một bạn nói là binh 5 tấn 1. Thứ hai là xe 4 tấn 7 cản cửu. Hòa được thua không bỏ lấy cả đang ngang nhau thôi. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Quốc Lam đã góp ý. Và thôi bây giờ tôi sẽ tập trung để cùng anh em thưởng thức ván đấu, và một ván đấu mà tôi đang có cảm giác là nó sẽ rất hay, bởi vì cả hai bên đều đang đánh bằng nội lực thực sự. Và không
không phủ nhận cái việc là họ có kiến thức khai cuộc rất là tốt, nhưng mà lúc này đây thì họ đang so kè nhau bằng cái công lực của phần Trung Quốc. Ở trên bàn cờ con thì khán giả đang hơi nhạt khi mà đấu cờ tàn rồi. Phần Trương Vân quả này cũng sẽ giúp cho sẽ khiến cho chị Đồng sẽ mất ngủ một tí khi mà anh ta đang có cưa để đá hòa và quyết không thua Đồng ở trong ván đấu lượt về. Chỗ này như vậy là bên đỏ đi nước cờ xe 8 tân 4 và không chọc xe xuống cửu mà lại cũng không đấm binh 5. Vâng, đấm binh 5 thì sợ đối phương qua binh 5 thì về sau là tai hại. Như vậy là bên đỏ đã đi nước cờ xe 8 tân 4 và mục đích là để giữ chặt tuyến hà thôi. Và chờ xem đối thủ đi đâu. Và đến đây thì Vương Tin Nhất là có thể nghĩ cách là đấu xe được chưa? Hoặc là có thể đi nước cờ phá 4 binh 7 để nhòm mã. Và tôi không biết là bây giờ đi phá 4 binh 7 thì bên đỏ đỡ kiểu gì nhỉ? Và tôi vẫn cổ vũ cho Vương Nhất và kể cả là tiên hậu thì tôi vẫn thích cái lối đánh của ngoại tinh đại khách. Xe 1 bình 2 á. Vâng, xe 1 bình 2 á. Xe 1 bình 2 đấu xe cũng được. Vâng. Bây giờ mà đấu xe thì đối phương đấu ngay và đối phương chắc chắn đấu xe ngay, nhưng mà đấu xe như vậy thì bên đen thiệt lắm. Bởi vì là đấu xe xong thì trung lộ có điểm yếu đấy nhá. Bên vừa Mạnh Thần sẽ đi nước cờ xe 1 tấn 5 tiến lên bắt con pháo đấy. Lúc đấy là bên đen không biết là có đỡ kịp không. Vâng. Cho nên là nước cờ này, nước cờ Mạnh Thần đang dẫn dụ đối phương vào một cái màn tâm lý chiến. Là Vương Nhất đang đắn đo là có nên đấu xe hay là chuyển pháo tấn công. Và đây là một cuộc chiến phải nói là so găng thượng đỉnh đấy. Ngoài vấn đề là tâm lý chiến ra, còn là một vấn đề gọi là thương đao chiến nữa. Và thực chiến thì hai bên đang vẫn hết nội lực rồi. Nếu như bây giờ mà đi pháo 4 binh 7 là xe 4 tấn 7 ngay đấy. Tức là bây giờ nếu mà pháo 4 binh 7 là xe 4 tấn 7 luôn đấy. Cho con tượng pháp đấy. Tức là bỏ cây để đập tượng đấy. Cây là cái gì? Và 4.000 tệ một ván thắng đấy, anh bảo để làm cái gì? Mà thật ra nếu như phòng 47 đó thì 33 thứ 1 có làm sao đâu, bây giờ chỗ này là chỗ hơi khó đấy. Chỗ này là chỗ hơi khó. Vương Nhất đang thua này, 42 này. Đúng rồi, đội Vương Nhất đang thua mà. Thế thì Mạnh Thần thì đã hòa. Nhưng mà đá hòa thì nói làm gì? Đá hòa thì người ta dựng phi tượng hoặc là đánh mấy cái đòn tiên nhân linh tinh rồi mà. Nhưng mà Mạnh Thần có vẻ quyết tâm hạ Vương Nhất. Nhìn cái sắc mặt cả cái nước cờ như. Nhìn trông có vẻ là tập trung, tập trung hơn. Thời gian thi đấu thì hơi tiếc là loại hình cờ nhanh, cho nên là hai bên không thể đào sâu được. Họ phải đi nhanh hơn. Họ chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn thôi. Và chỗ này đến được Vương Nhất đi. Và Vương Nhất lần thứ hai uống nước rồi, lại ngồi nghĩ tiếp. Và các bạn thấy rằng là đánh với Mạnh Thần thì Vương Nhất tập trung tối đa, còn đánh với các kỳ thủ khác là thỉnh thoảng anh còn ngáp dài một tí đó. Và sau đó thì vẫn đánh chết được. Và đánh Mạnh Thần nó khác đấy nhá, và đánh với top 10 nó khác hoàn toàn. Vương Nhất gặp Mạnh Thần hoặc Trịnh Đồng là thực sự là rất đáng xem. Mai là một vòng đấy. Mai một vòng như lại hai khung giờ. Ôi à? Đâu có thấy đâu, có ghi đâu. Có, anh vào xem app mà xem. Anh ấn vào trong mới biết. Chỗ này tôi không biết là sẽ đi đâu này. Và khó đi quá. Và nếu mà đi pháo 4 bình 7 thì như anh Thắng bình luận là người ta sẽ xe 4 tấn 7 kẹp cửu bỏ cây để đập tượng. Vương Nhất đi rồi này. Như vậy là pháo 4 bình 7 và quyết chiến rồi. Và như vậy là đến đây là Vương Nhất cả Mạnh Thần sẽ ở trạng thái là một đi không trở lại rồi, quánh nhau to rồi. Chắc chắn là sẽ buồn đi. Và một bên nhằm trung lộ, một bên dồn cánh đánh ở cánh trái của bên đối bên đối phương. Anh cá là kiểu gì Mạnh Thần cũng đập cái bản tượng. Thế từ lúc đầu thì kiểu gì cũng đập cái bản tượng. Thế nào? Xem Mạnh Thần có đi xe 4 tiến 7 không? Khả năng đi xe 4 tiến 7 lắm, ý như tôi dự đoán. Tôi nằm dưới tôi biết là sẽ 4-7. Rồi anh em cho xin một like nào để ủng hộ Mai Quý Lân này. Hôm nay Mai Quý Lân, tại vì Mai Quý Lân toàn phải đi làm cả ngày này. Xin cảm ơn các anh em yêu cờ và cảm ơn bạn Doãn Thiên Hương. Và lúc này đây thì các bạn hãy chờ xem là cao thủ số 6 trên bảng anh hùng sẽ đi nước cờ nào. Và bên Vương Nhất đã rất máu chiến rồi mà thể hiện được cái hùng tâm bá khí của mình bằng thủ pháp phá 4-7 đang đe dọa bắt cây. Anh em nào mà muốn mua software thì nhắn vào số Zalo của tôi nhá, trên màn hình kia. Đấy, số điện thoại đấy.
Antifan thì gõ số 2. Xin chào anh Hải Phong. Bây giờ thì lúc này là lúc mà các bạn đang rất là hồi hộp để chờ xem đòn đánh tiếp theo của bên đó. Tôi nghĩ là vừa Mạnh Thần với cái sát khí của mình, người ta sẽ đi xem 4-7 nhá. Xem 4-7 đập tượng ngay đúng không? Đánh ngay à? Ủa, đánh theo kiểu vũ phu luôn đúng không? Khả năng là sẽ xem 4-7 ngay. Anh Huấn lên đang cổ vũ cho Mạnh Thần đấy. Vương Nhất đã chấp nhận cởi con mã chiến ra đấy, để cho như vậy là xe 4-7 rồi. Và tôi đã nhìn thấy Mạnh Thần cầm tay trên video vào sân vào xe, như vậy quánh nhau to rồi. Quánh nhau to rồi. Như vậy là đến đây là một cuộc gọi là huyết chiến rồi. Hôm nay là cái kèo này sẽ có thắng thua rồi. 90% là có thắng thua, cái tầm này không có hòa rồi. Cuộc chiến đến đây là đang đến hồi gay cấn rồi. Tầm này là sát khí hai bên nổi lên gọi là ngút trời rồi. Sát khí lan tỏa bàn cờ đấy. Và đây là cái hình gọi là sẽ là một cuộc đại chiến gọi là huyết lệ trong cái trận thi đấu Thư Hùng ở vòng thi đấu 14 này. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Anh em cho xin 100 like nữa để đủ 1.000 like nào. Các bạn thấy là lúc này đây rất là căng rồi nhá. Và nếu như bây giờ mà đi nước cờ pháo 9 tấn 1 thì bên Mạnh Thần sẽ đâm con xe xuống cửu đấy. Và như vậy là Vương Nhất đi nước cờ pháo 9 tấn 1 để đỡ tượng ngũ rồi. Đỡ là nguy hiểm rồi. Và như vậy là cơ hội tiếp theo sẽ thuộc về Mạnh Thần. Mạnh Thần khả năng sẽ đâm tiếp con xe cửu bắt con mã rồi. Đâm xe xuống xe 8 tấn 4 bắt mã thủ của bên đen. Thông báo với các bạn là cờ này là Mạnh Thần đang hình thế. Nên là ai là fan của Vương Thiết ván này là cũng hơi Cameroon đấy. Cờ này là Mạnh Thần đang ưu thế so với Vương Thứ Nhất. Bây giờ cắm xe bắt con mã quỳ đó. Tôi lại thấy cầm tay vào xe rồi. Vâng. Ôi dồi, thế rồi. May cho anh em là tôi không ghét. Đấy, xe 8 tấn 4 ngay. Ôi dồi ôi, con mã quỳ chết tối. Con mã quỳ này đi đâu bây giờ? Vâng, đau đầu quá. Thôi. Vâng, đau đầu quá Nhất ơi. Vâng, khả năng đến đây là Vương Nhất phải bình xe để đỡ con mã rồi. Nhưng mà đỡ con mã như vậy, còn người ta sẽ lao con mã 6 tấn 7 thì không biết chạy đâu nhỉ. Nếu mà giờ bình xe 1 bình 4 đi. Bây giờ mà đi xem 1 bình 4 thì đối phương có khả năng mã 6 tấn 7 không? Không, đi phá 7 bình 6 cô kìa. Đúng rồi. Như vậy là pháo 7 bình 6 để ăn tiếp pháo tượng kìa. Đúng rồi, ăn pháo tượng dùng pháo đập xe. Đấy. Rồi, thương nguy hiểm nhất. Quá cờ này nhất là đang phải thủ này. Cờ này Vương Thứ Nhất đang phải phòng thủ. Vâng, Vương Thứ Nhất chưa thua một ván đấu nào tại giác cấp liên tái năm nay. Và đây là cái nguy cơ đang treo ở phía trước. Anh em có thể thấy là mặt của Mạnh Thần hầm hầm sát khí còn của Nhất thì đang rất là lo lắng. Hai ông này nhìn rất to cao nhé. Trên thực tế tôi gặp cả hai đồng chí này rồi. Và các bạn thấy rằng là chắc là Mạnh Thần nếu mà để boxing thì cũng không kém hơn Nhất đâu. Rồi biết thế tôi ôm hết cái kèo Vương Nhất của anh em thì bây giờ tôi phải được một đống không? Đấy mình giác thế. Tại cái thằng Lân này nó cứ thích mà Vương Nhất này. Thế anh hỏi em thích ai thì bảo Vương Nhất cái gì đó. Anh hỏi chẳng là em điên không? Em trả lời rất là chuẩn luôn. Em chẳng lẽ em lại đi cổ vũ cho Mạnh Thần? Lân này đen lắm. Biết thế tôi đã định là ôm hết Vương Thứ Nhất rồi, cho túi rồi. Không phải tôi là thầy bói đâu mà tôi nhìn thấy khung video thôi. Vâng, các nước cờ ở trên cái bàn cờ các bạn xem ấy, đấy là nước cờ mà phóng viên chiến trường người ta cập nhật bằng biên bản trên app Thiên Kỳ. Còn đây là video các bạn xem trực tiếp luôn đấy. Như vậy là sẽ có một phút lắng đọng dành cho Vương Nhất và các fan hâm mộ Vương Nhất. Và thôi cũng đang tương đối là đau đầu, không biết là nghĩ cách nào. Và hôm nay tôi đánh cả rắn nước ở ván 1 cũng ở trong cái trạng thái cũng lăng ba vi bộ như kiểu đấy. Nó cứ lòng ngoằng nhưng về sau là phản tiên rồi mà không đánh được mà đèn quá. Vương Nhất thì khác hẳn, Vương Nhất mà có cơ hội là chết ngay, một phát chết ngay. Em gái bình luận đang cười rất tươi. Nói chung là anh em có thể thấy là mặt của Mạnh Thần hôm nay hầm sát khí. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì bạn gái của Mạnh Thần cũng là một tuyển thủ nữ của đội Sơn Đông, đó là Vương Tình. Kỳ thủ này cũng chuyên coi kè bên cạnh Mạnh Thần khi mà đi đánh các giải. Hôm nay tôi thua 3-1 nhá. Nhưng mà thôi, trận đấu đấy chúng ta không nhắc đến nữa vì là chúng ta đang tập trung xem cuộc và gọi là huyết lệ đại chiến ở vòng 14 của giải đấu cấp liên tái. Một trận chiến không thể bỏ qua giữa hai tay cờ khét tiếng ở trong top 10. Anh em có thấy đang đi phá 4 xem 1 bình 4 rồi. Như vậy là xem 1 bình 4 rồi. Và giờ các bạn xem là Mạnh Thần sẽ xử lý thế nào. Như anh Thắng đề xuất là sẽ đi lớp cờ pháo 7 bình 6 để cô cây.
ván cờ đang diễn ra thực sự là rất hấp dẫn. Và cả hai bên đều đã biến chiêu và đã tung ra những cái đòn đánh ở trong phần chung cuộc rất là sâu sắc. Hình này là Vương Thiết là đang phải chống đỡ Mạnh Thần. Đấy, đi pháo bản nhịp 6 là để đe dọa vật pháo xuống mãi. Và trong khi trận chiến giữa Trương Vân với cả Trịnh Đồng đang ở một cái thái cực khác, hai anh này đánh có vẻ buồn ngủ. Và Trịnh Đồng thì đang hơn con binh 9 và chắc chắn là Trương Vân lại ngồi đếm thôi. Tôi đoán với cái năng lực và cái tính cách của Trịnh Đồng thì chắc chắn là Trương Vân phải ngồi đỡ đến tận khoảng 10 giờ đêm thì máy ra mới hòa được. Và con binh 9 này sang sông là Trịnh Đồng sẽ vần cho đối phương là lỗ người luôn. Wow. Tôi vừa thẩm xuống nghe thì thấy cờ của Mạnh Thần đang ưu khá là nhiều, rất là nguy hiểm cho anh Vương Tiến Nhất. Tôi đang thẩm quan sát nghe ở bên cái laptop này thì tôi thấy là cờ của Vương Tiến Nhất đang yếu hơn khá nhiều so với Mạnh Thần, khả năng là đi rất là cao rồi. Chỗ này là chỗ rất là quyết liệt đây và là nước cờ quyết định của cái ván đấu này. Yêu có gần 200 điểm thôi, yêu này nguy hiểm lắm rồi, yêu gần 200 điểm thôi. Và Thiên Mã Vương Mạnh Thần đang suy nghĩ để có thể tập trung cho lực đánh quyết định này. Đây là một cái đòn đánh sẽ giúp cho bên đỏ một là đại chiếm ưu thế hoặc là sẽ thất cơ lỡ vận. Software nó đang chỉ bên đỏ đi pháo bảy bình sáu đây này. Không biết là Mạnh Thần đánh như nào, không biết. 200 với các cao thủ là thua rồi. Trong khi đó thì Trương Bân lại một lần nữa lại ngồi gọi là đếm nước rồi, khi mà Trịnh Đồng không buông tha hình cờ hơn binh thì đâu. Mà rất khổ cho anh Trương Bân khi mà đụng độ phải kỳ thủ số 2 Trung Quốc. Ủa, lúc đã biết thế mình ôm hết Vương Nhất thì phải ngồi. Lại anh nó từ biết thế mà. Em ngày xưa em từng đọc hai quyển là Lếu Thì với cả Biết Thế rồi mà. Toàn những cái tác phẩm kinh điển hết. Ôi đấy, có người bảo đang ấp 300 điểm. À Lếu Mà với cả Biết Thế mà. Những tác phẩm kinh điển ở Bờ Hồ đấy mà. Đúng rồi, Vương Nhất đang kém giờ một chút thôi, nhưng mà với các kỳ thủ người ta chỉ quan trọng là hình cờ, chứ còn thời gian của họ ở giai đoạn này là họ vẫn sẽ xử lý tốt được. Và hôm qua thì các bạn thấy rằng là Mạnh Thần đã có ván cờ tàn cũng rất là hay, đánh bại được kỳ thủ Trung Thiếu Hồng và giúp cho đội Tứ Xuyên lật kèo trước đội tuyển Hạ Môn đấy. Đấy. Như vậy là pháo 7 bình 6 rồi, và tôi lại thấy anh ấy cầm tay vào con pháo. Và tay lại cầm một con pháo chạy vào lộ lục ngay. Và một lớp cờ cô cây để xem Vương Nhất xử lý thế nào. Và lúc này là lúc mà chung cuộc thần sầu quỷ khốc của Vương Nhất sẽ phải lên tiếng đây. Anh Huấn là có cơ chiến thắng rồi. Tại vì cờ này yêu rồi, sau này là báo yêu này là nguy hiểm lắm rồi. Đường cao kinh khủng mới được. Và nước cờ pháo 7 bình 6 rất đơn giản thôi nhưng mà đang khiến cho bên đen đau đầu. Ôi bên đen đang đau đầu quá và buốt ruột quá ở hình cờ này. Và các bạn thấy rằng là nước cờ pháo 4 bình 7 là nước cờ gọi là ham công tham chiến của Vương Nhất đã bị trả giá khá đắt khi đối thủ đã lợi dụng tình huống đã làm một series những đòn đánh lợi hại. Chính cái quả đấy là phải đi pháo 4 nó cứ để đấy nhỉ? Buộc phải đi pháo 4 để đấy. Một là đấu xe, nhưng mà đấu xe cũng hơi kém. Và Vương Nhất đi đâu ấy? Tôi chưa kịp nhìn. Vương Nhất đi rồi. Vương Nhất cứ cầm như vậy là vật pháo ngay. Và như vậy là vật pháo xuống mã ngay để xem ý đồ tiếp theo của bên đỏ sẽ xử lý thế nào. Chắc chắn là vật pháo xuống mã rồi. Như vậy là hai bên sẽ ở trạng thái đổi cây, nhưng mà bối cảnh này là bên quân lực của bên đen khó phần hơi mất liên kết. Hôm nay mọi người có thể thấy là Mạnh Thần đánh cho Vương Thứ Nhất chưa ngáp được phát nào cả. Đấy, bình thường nếu như mà Mạnh Thần ngáp được một tí thì còn có sinh khí. Vương Thứ Nhất ấy, hôm nay là Vương Thứ Nhất chưa thấy ngáp. Chắc là bị Mạnh Thần công phá kinh điển quá. Rồi như vậy là vật pháo xuống rồi. Và giờ đến lượt bên đen đi. Như vậy là bên đen sau đó lại phi tượng lên để cản mã và một lớp cờ đỡ khá cao. Đây là thủ pháp tiếp theo để chuẩn bị phục công thế, đó là mã 7 tấn 5 nhảy lên trung lộ để bắt đôi. Và lớp cờ xé tượng lên để cản chân mã cũng là một lớp cờ rất khéo léo. Đang vừa để phục thủ pháp mã 7 tấn 5. Phục thủ pháp mã 7 tấn 5 đấy. Và hai đại cao thủ của Trung Quốc đang tập trung toàn bộ và nội lực để cho cái ván cờ rất quyết định này. Lúc này là lúc mà bản lĩnh sẽ lên tiếng đây. Đây, theo software thì là nó sẽ đi pháo 5 bình 6. Nếu như mà Mạnh Thần đi pháo 5 bình 6 là ưu thế. Rất là khó chịu cho Vương Thứ Nhất đấy. Nhưng không biết là có đi không thì chưa biết. Vâng, cái lớp cờ phi mã lên là để nhảy mã 7 tấn 5 mà. Nhưng mà nó có tác dụng là cản mã đấy còn gì nữa. Các bạn nhìn thấy rõ luôn là con mã nó đang kỵ con tượng. Nó đang
nó đang khiến cho con mã cái đỏ đang khó chạy mình á. Và bây giờ thì Mạnh Thần đang phải cẩn thận lướt cờ mã 7 tấn 5 của đối thủ đấy. Vừa nhất không dễ chơi đâu. Mặc dù là hơi lép một tí thôi nhưng mà vẫn còn tương đối được khỏe. Và người thường là khó xiết được vương nhất ở hình cờ này lắm. Nguy hiểm rồi. Có anh em fan của vương thứ nhất đang bảo là Mạnh Thần không đi được nước pháo 5.6 đâu. À, các bạn hơi đánh giá thấp đấy. tôi nghĩ là thừa đi được nước pháo 5.6. Thời gian thì bây giờ bắt đầu trôi dần và hai bên đang có trạng thái là cân kèo rồi. Mỗi bên đều còn dưới 6 phút. Ôi. The Bitter đang bảo là lên 2.000 like sẽ tặng thưởng cái này. Nhưng mà không biết được tặng thưởng cái lần này. Như vậy là pháo 5.6 đấy. Các bạn đừng có coi thường sức nghĩ của các kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc. Họ oánh rất cao luôn, đặc biệt là nếu có thời gian chậm. Như vậy là pháo 5.6 rồi. Và giờ Vương Nhất lại đau đầu. Vâng. Liên tục là uống Panadol luôn. Đang có một giải thưởng cho anh Lân. Tức là nếu như mà anh em mà giúp lên được 3.000 like thì là anh Lân sẽ được thưởng 1 triệu. Đấy, còn lên 4.000 like thì anh Lân được thưởng 2 triệu. Ui dồi ôi, bây giờ cũng có 96 like rồi. 960 à? 910 chắc là lên được 2.000 like rồi. Như vậy là cảm ơn thiếu gia Hà Thành, Sai Thành The Bito nhá. Và hôm qua đã treo thưởng rất là nhiệt tình. Hôm nay thì lại thấy trận đấu này là rất hấp dẫn. 33.000 like khoai lắm, đúng thật. Hồi anh mai nên like cái để cho nó vui mà. Không có biết đâu lại được nhận thưởng. Đấy, anh em giúp cho Lân là hôm qua thì Lân đã được nhận phần thưởng 1 triệu từ một thiếu gia The Bito. Chủ trại nuôi heo. Nhận 1.500 like. Hôm nay thì thiếu gia lại trao giải thưởng cho anh Lân là 3.000 like thì mới được 1 triệu. Trời ơi. Và The Bito là Mạnh Thường Quân hay tài trợ rất nhiều kênh sóng đấy. Rồi, kênh Công Lũ, kênh anh Người Đưa Tin đấy. Anh em like cái để Lân tối nay lại có động lực đi bắt gà đêm. Bắt gà đêm hơi mệt. Như vậy là sau lướt cờ pháo 5.6 thì Vương Nhất lại chứng lại một hồi để suy nghĩ. Mà một lướt cờ rất khó chịu của bên đó. Rồi. Bên em đang có lẽ đang tính đường này. Nhưng mà hôm nay 3.000 like là quá khó đấy. Lúc này đang có khoảng tầm 4.700 anh em đang theo dõi trận đấu này. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và ủng hộ cho chương trình. Và ván cờ này là ván cờ không thể bỏ qua khi mà hai đại kiện tướng là sắn tay áo đấu đá nhau dữ dội ở ván đấu thứ tư. Rồi anh em like để Lân được có 1 triệu là nếu mà lên 3.000 like nhá thì The Bito sẽ thưởng 1 triệu và anh thưởng nhân thêm 1 triệu là 2 triệu. Đấy. Thôi bây giờ anh em mà lên 3.000 like thì Lân sẽ có 2 triệu. Video. Như vậy là chạy xe rồi. Như vậy là Vương Nhất đã té ngay con xe lộ 4 ra để tránh mấy cái đòn gọi là long quăng của bên Mạch Thần. Rồi mỗi người ấn cho tôi một cái like là lên 3.000 like thôi thì anh Lân sẽ có 2 triệu đi về. Đấy. Thiếu gia thưởng 1 triệu và tôi thưởng 1 triệu nữa là 2 triệu. Bây giờ đến lượt bên đỏ sẽ tiếp biến với cả bên đen. Thời gian của Mạch Thần vẫn đang nhỉnh hơn so với Vương Nhất khoảng hơn 1 phút rưỡi. Ôi trời ơi, nhưng mà nguy hiểm lắm, cờ này Vương Nhất nguy hiểm lắm. Nguy hiểm nhưng mà em nói thật, hình cờ này để nó nói thẳng thắn nhá, nó không phải trình độ cao đánh cực khó luôn, bởi vì là không tìm được hướng đánh. Cái quan trọng là ở hình cờ này là bên đỏ mặc dù ưu nhưng mà chưa có hướng đánh rõ ràng. Đấy, cái khó là như vậy thôi. Các bạn thấy là Vương Nhất đang tập trung cao độ đấy. Vâng, lâu lắm rồi các bạn mới thấy là Vương Nhất đang khoanh tay nhìn và đang dồn hết nội lực trong cái ván cờ này. Rồi anh em cố gắng like cho một cái đang có 4.700 người like. Nếu như mà lên 3.000 like là Lân sẽ được một phần thưởng 2 triệu. Đấy. Được một ngày làm việc có rất là rất nhiều niềm vui. Mà Lân đang rất là cần nhiều cái khoản để chi tiêu rồi. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Và cảm ơn cả thiếu gia Hà Thành. Như vậy là pháo 6 thoái hai. Wow, lướt cờ phải nói là rất là dị mọ. Lướt cờ này là cản luôn cái khả năng mã 7 tấn 5 của đối phương và đồng thời là đang vật pháo sang biên để tìm đường công kích. Và trong khi đó thì Vương Nhất đã chạy pháo lộ 8 rồi, đang dọa pháo 8 tấn 2 cũng quyết một trận sinh tử. Và hai cao thủ đang ở cái trạng thái rất là gay gắt. Và chưa biết bên nào sẽ cắn bên nào đây, mà không biết mèo nào sẽ cắn bỉu nào trong cái giai đoạn này. Anh em ơi, nói chung là ván cờ này chỉ còn tầm 15 phút nữa là cùng thôi. Thế là mọi người cố gắng like đi để cho anh Lân có 2 triệu đi về. Đâu đi đâu rồi? Chưa đi à? Xin chào bạn Phát Lục, là Thông Thủy. Từ nãy giờ là hai đại danh thủ là đi không sai gì so với cả máy tính đâu. Và họ đều đỡ rất chuẩn và đánh rất là rát luôn. Vấn đề bây giờ là Mạnh Thần sẽ tiếp biến như thế nào thôi.
Các bạn thấy rằng là lúc này đây thì Mạnh Thần đang suy nghĩ, bởi vì nước cờ pháo 7-7-8 khá là hóc hiểm và tạo một cái sự chênh vênh, một cảm giác hoang mang về tâm lý đấy, đang dọa nước cờ đập xe xuống tượng, rồi pháo 8-2, rồi pháo 9-4 đấy, bỏ hết cho người tôi yêu. À, thông báo của Lân là nếu như Mạnh Thần mà thắng đấy, thì anh Huấn sẽ tặng em 500k tiền anh ấy bắt độ Mạnh Thần. Đấy. Như vậy là bên Lân bây giờ là phải cổ vũ Mạnh Thần. Đấy. Em lại thích Vương Thiên Nhất. Như vậy là bên đỏ đã đi nước cờ tước 7-5 một cách khá ổn định để đấu con pháo chiến lộ 8 của bên đen. Công nhận software nó xử lý con người không nghĩa được. Đấy, thôi được rồi. Và bây giờ thì thôi anh em cố gắng giúp cho Lân có phần thưởng đi về nào. Trận này nước này nước tước 7-5 này thì nó giảm ưu thế đi khá nhiều. Đấy. Lức cờ này là lức cờ đấu quân để làm giảm bớt nguy cơ đánh úp của Vương Thứ Nhất. Và lức cờ này là con người thường hay đi và tước 7-5 để cho nó tròn hình. Rồi. Như vậy là đến đây lại khả năng là cân kèo rồi. Anh Huấn ơi, khả năng là Lân không được 500k trận này rồi, khả năng lại sẽ hòa rồi. Bây giờ Lân chỉ trông chờ vào 2 triệu của Ba Gala đi về thôi. À, như vậy là đến đây thì quay lại ván đấu ở bàn cờ con thì bên Trịnh Đồng đang đập được một tượng rồi và đang vần cho Trương Bân gọi là như tử đấy. Chỗ này Trịnh Đồng chắc chắn là sẽ bắt cao thủ của Thâm Quyến để phải ngồi đỡ tiếp. Vừa rồi thì Sobe nó bảo là không đi tượng 7-5 mà ăn pháo 6-9 là ưu rất là nhiều. Vừa rồi nó bảo là không đi tượng 7-5 mà ăn pháo 6-9. Xong nước sau thúc tốt đến bắt con tượng là đã ưu thế. Nhưng con người không biết được đâu. Rồi, con người là bị tâm lý hoang mang vì nước cờ đập xe trúng tượng. Anh bảo nó hoảng hồn như vậy làm sao mà có thể nghĩ sâu nghĩ xa được. Ôi dồi, vẫn nhìn 700 like. Như vậy là đến đây thì Vương Nhất đã giật xe về để thủ. Xin lỗi các bạn, giật pháo về thủ. Và pháo 8 thoái 3. Như vậy là trận địa của hai bên vẫn còn rất là đông đảo. Còn tới 5 cây chiến cơ. Đấy. Chuẩn bị là sắp sửa là có 5.000 anh em xem. 5.000 người mà cố 33k like cho Mai Quý Lân thôi. Đấy. Và như một bạn bình luận là nếu như mà không đấu pháo thì bên đỏ sẽ có thời cơ là pháo trước bình 9, sau đó sẽ chuyển pháo 6-9 trở thành pháo dòng dọc đấy, đâm xuống đáy của bên Vương Nhất. Đúng rồi, đấy cái nước của phần mềm nó tính là pháo 6-9, xong rồi pháo 6 lại bình tiếp 9 chọc xuống. Cơ liệu nước cờ này ác liệt thật đấy. Rất căng nhưng mà khó lắm, khó nhìn làm sao mà ai nhìn được hình cờ như vậy. Như vậy là cục diện lúc này đang bắt đầu trở lên là cân bằng rồi. Và thời gian thi đấu của hai danh thủ vẫn đang chạm tạm thời là ngang cơ nhau. Và đến đây chắc là Mạnh Thần sẽ dùng pháo 6-9 thôi, vật qua tốt rồi để tìm đường công. Hình như là Vương Thiên cũng muốn đánh nhau nên chân pháo về, không muốn đấu. Đấu thì ổn định quá, đấu thì hai bên ổn định tròn cờ, khó ăn nhau. Thôi, tình hình là tôi thấy là khả năng là Vương Thiên vẫn dễ thua, vẫn dễ ra đồng. Tại vì không đấu con pháo là hơi chủ quan đấy, là hơi đánh giá thấp đường công của bên đỏ đúng không? Và thời gian bây giờ thì hai bên bắt đầu chuẩn bị bằng nhau rồi và thế trận rất là cân kèo luôn về cả hình cờ lẫn cả về thời gian. Lúc này đây thì Trương Bân chắc là cũng đang gọi là cũng hơi bị gọi đau đầu khi mà gặp Trịnh Đồng. Anh em nào mà dùng hai điện thoại hay là máy tính thì cố gắng like hai thiết bị cho anh Lân để anh Lân có 2 triệu đi về. Rồi bây giờ tôi xem có cái điện thoại nào thừa tôi like cho anh Lân nào. Cái gì anh? Như vậy là bên đỏ đã không đi nước cờ pháo 6-9 mà lại là đi nước cờ binh 5-1. Nếu đối phương mà đấm binh 5 là anh ta sẽ nhảy vù con mã sang lộ 4 ngay đấy. Nói chung là tình huống này là tình huống khiêu chiến của bên đỏ. Rồi, cố gắng thêm 1.100 like thôi. Bây giờ là được 1.900 like. Đấy, thiếu ra The Beatles đã thưởng cho anh Lân 1 triệu nếu được 3.000 like. Và tôi thưởng thêm cho anh Lân 1 triệu là 2 triệu. Đấy. Hôm qua thì anh Lân đã nhận được một phần thưởng 1 triệu của The Beatles khi đạt 1.500 like đúng không? Ừ. Nhưng hôm nay tặng lên 3.000 like. Cảm ơn The Beatles. Vâng. Như vậy là đến đây là Vương Nhất cũng quyết tử rồi. Và như vậy Vương Nhất sau nước cờ binh 5 của đối phương lập tức pháo 9-4. Và nói chung là ván này không có hòa rồi. Ván này không hòa thì hay quá, ván càng kinh khủng mới được. Vâng, như vậy là hai bên đánh nhau giáp lá cà rồi. Các bạn có thể thấy là bây giờ là Mạnh Thần đang có rất nhiều chiêu thức này, pháo 6-9 này, mã 6-7 này. Ôi.
Vâng, như vậy là tấn xe xuống để bắt mã. Ui giời, bây giờ mã 6 tấn 7 là nguy hiểm đấy. Lúc này là lúc khả năng là sẽ làm mã 6 tấn 7 để phế mã, sau đó sẽ dùng thế công gọi là song xe đơn pháo. Kinh quá nhờ, cái trận này không có hòa. Vâng, trận này không có hòa rồi. Vương Nhất cũng đang không còn cơ hội để uống nước nữa. Buộc lòng phải tập trung cao độ rồi. Và ván cờ đúng là vì gọi là sự sĩ diện của những nhân vật kiệt xuất đấy. Rồi, hiện tại đã 5.000 anh em rồi. Cố gắng 3.000 like cho cảm ơn tất cả anh em nhé. Và các anh em có thể ủng hộ cho chương trình bằng cách là like, subscribe và chia sẻ chương trình. Các bạn đang xem một ván đấu và đó là mãn nhãn luôn. Gọi là rất là gọi là đỉnh cao về công phu trung tàn của hai tạ cao thủ trong top 6. Lần này có 1.101 like, lâu lắm. Như vậy mã 6 tấn 7 rồi. Xong rồi. Nhầm. Em nhầm. Mã 6 tấn 7 em lại nghĩ đến tiền, em lại tưởng là Mạnh Thần thắng là thôi. Có cái đánh của ba. Vâng, như vậy mã 6 tấn 7 rồi. Phế mã vào miệng xe. Vương Nhất không dám ăn lên con mã đâu. Vâng, ăn mã là chết ngay. Ăn thì thua ngay, đâm xe chiếu bình xe bác sĩ là cùng luôn. Như vậy là binh 5 tấn 1. Rồi. Như vậy là cuồn cuộn thế công rồi. Chỗ này chỗ đánh nhau cực kỳ giáp chiến luôn. Các bạn có thể thấy là như vậy là đâm xe để chuẩn bị mở đường pháo 9-3. Thua rồi, Vương Nhất. Chỗ này khả năng Vương Nhất bại rồi. Lần đầu tiên trong sân chơi Đắc Cao Liên Tái của mùa giải mới, Vương Nhất có khả năng sẽ trở thành kẻ chiến bại. Ủa, Mạnh Thần là kinh nhỉ. Em đã bảo rồi, Mạnh Thần ở trên giới cờ Trung Quốc đánh giá là gì? Sát thủ đặc đại, có nghĩa là mặc dù anh không phải kỳ vương nhưng mà anh ấy có khả năng giết được đặc đại rất là kinh. Như vậy là sát thủ đặc đại. Sát thủ đặc đại là gì? Đặc đại ấy, đặc cấp đại sư ấy. Đấy, các bạn có thể thấy bây giờ mà đâm pháo chiếu xong chuyển sang 46 nó cục ngay. Bây giờ bên đỏ đang phục thế công là pháo 9-3 và xe 46. Bắt buộc phải thoái tượng, bỏ tượng rồi. Tuy nhiên vẫn đang chuẩn bị ám phục mã 9-7. Vâng, ván đấu đang diễn ra rất gay cấn và hồi hộp. Vâng, Thiên Đạo Vương Mạnh Thần xử lý cờ chớp cũng hay lắm đấy nhá. Đã từng vô địch giải cờ chớp tại Thần Đô đấy. Chiếu này thì khác thôi, chiếu cũng vẫn ỉu lớn lắm. Lại thoái về bắt xe. Vâng, buộc phải chạy xe rồi. Thua. Vâng, cuộc cờ ra đến hồi quá gay cấn luôn. Chớp xong rồi. Biết thế đâu phải ôm một loạt Vương Thứ Nhất đủ. Đã bảo Mạnh Thần chớp ở bên hai. Thôi, chúng ta tôi xem, thực ra là để xem cuộc cờ nó diễn biến gọi là thú vị thôi. Như vậy là bây giờ mới điều xe về để bắt pháo, để cắt đứt đường khả năng vỗ pháo vào đầu đây. Chỗ này là Mạnh Thần đang chiếm ưu nhờ việc ăn tượng và hình thế xe phóng mã vẫn đang lộng hơn so với cả Vương Thứ Nhất. Vương Nhất đang cận giờ rồi. Thoái về để đi xe 4-3 bắt con mã là lộp luôn. Đúng rồi, kinh nhỉ. Xe 4-3 là đang đập mã đập tượng đấy. Thoái về. Xe 4-3 rồi, các bạn ạ. Nhiều có xe 4-3 không? Hay là ăn mã về tốt đầu? Xe 4-3 không ăn lộp con tượng thì... Ôi dồi ôi, bây giờ biết thế mình ôm hết cà phê của Vương Thứ Nhất này rồi. Thì bây giờ đã tặng cho anh Lân được mấy triệu luôn đấy, nhưng phải rồi. Thôi rồi, nhưng mà có an ủi. Rất cảm ơn, lúc này đang có khoảng gần 5.200 anh em vào xem rồi. Mỗi người một like thôi. Chỉ cần mỗi người một like. Ui, xe 4-3 thật khủng khiếp thế nhở. Ui, Vương Thứ Nhất đỡ khủng, đánh kinh khủng luôn. Trung cuộc, em không thể tưởng tượng được độ sâu dã man thật. Xe 4-3 rồi. Và bây giờ lại phải đỡ con mã này và đỡ tượng. Như vậy phải buộc phải nhảy mã lên để bỏ tượng. Và nước tiếp theo là sẽ làm thế nào đây? Nước tiếp theo là liệu có ăn mã về tốt đầu không? Mà tôi cầm là sẽ ăn mã về tốt đầu thì tôi sợ là tốt này lắm. Như vậy là ăn mã về tốt đầu rồi. Và sau đó nước cờ đấu cây của cả đôi bên. Không nhận bỏ tiếp pháo vào đánh cục. Tất nhiên là Vương Thứ Nhất không thể ăn con pháo được vì dính đòn sát ngay. Rồi chỗ này thì khả năng Vương Nhất toang rồi. Khả năng toang cao lắm. Mạnh Thần đang tùng úi dồi lại thêm một cái đòn nữa. Chuyển rồi. Cánh nhờ. Vừa rồi bỏ con pháo nhảy mã đánh cục. Vừa rồi con mã nhảy đâu? Con mã vừa nhảy đâu? Thoái ăn việc tốt đâu? Con xong con mã 5-3 bắt đôi. Thì đi đâu? Thì mà mã 5-4 thì hỏi cục. Xong ăn về pháo. Xong rồi nhảy chiếu xong rồi bật pháo ra biên. Như vậy ở đến đây thì bên đỏ đang đứng trước cái khả năng chiến thắng. Bây giờ là bằng cây kém thế gì nữa. Kém tốt, kém tượng thôi. Kém một tí tí. Kém thế này là thua. Kém thế này là cũng là kém lắm rồi. Kém mệt lắm. Như vậy là tấn pháo bắt chiếc pháo. Thôi xong. Thủ pháp liên hồi của bên Thiên Mã Vương. Mạnh Thần có cái đòn sở trường được đặt cho một cái mỹ từ, đó là liên hỏa triều tiên đấy. Mà một khi mà hỏa công đã bốc lên là sẽ oánh đến tận rời luôn. Thiên Mã Vương Mạnh Thần ơi, có chiêu thức gọi là liên hỏa triều tiên. Liên hỏa triều tiên à? Liên hỏa triều tiên. Ngày xưa Mạnh Thần hay đánh giang hồ cho nên tôi cũng đã học lỏm được mấy cái câu của các giới giang hồ Trung Quốc.
Phương thứ nhất thì tuyệt chiêu là thiết ngoại phi tiên. Như vậy là đến đây thì Vương Thiết Nhất đã bị đối phương ăn được một tượng và hơn được tốt 9. Tuy nhiên anh ấy vẫn đang chống trả một cách rất quyết liệt, chưa có dấu hiệu gì buông xuôi, mặc dù thời gian thi đấu của hai bên còn rất ngắn. Và bên đỏ thậm chí còn đang kém giờ bên đen. Rồi, đang có 5.200 anh em rồi, mỗi người cho thêm một like nào để cho Lân đi về nào. Ủa, bao nhiêu rồi? 5.200 người đấy, mà không làm sao lên được 3.000 like cho Lân. Thế thì hai anh phải như vậy bắt đầu đổi đảo hình rồi, lên sĩ là hợp lý rồi để chống phản thôi. Giờ thì Vương Nhất bắt đầu phải nghĩ cách để ăn rồi, tốt không anh em cố cho tôi lên 2.500 like đã, là cho tôi lên 3.000 sau, từ 2.500 like là lần có 500k trước đã, tăng dần đấy. Anh em cố cho Lân lên 2.500 like trước để Lân được phần thưởng 500k đã, xong rồi mới lên 3.000k thì mới tăng được 2 triệu sau. Và như vậy là chuyển tàn đây. Như vậy là cả hai kỳ thủ đã đấu cây và chuyển tàn rồi. Như vậy là xe pháo bên sĩ tượng hai tốt đối đầu với cả xe mã gãy tượng của đối thủ. Rồi. Chỗ này là chỗ bắt đầu thể hiện công phu cờ tàn đây. Sau một màn tranh chiến chung cuộc cực hay. 2.100 like. Như vậy là nguy hiểm. Chạy xe bắt mã là thua. Gãy tượng này quan trọng là gãy tượng. Khuyết tượng kỵ pháo công. Thứ nhất đi à? Đấy, các bạn thấy con mã của Vương Nhất đang bị ở vị trí xấu rồi à? Đấy. Bên kia chắc là ngoi con pháo lên rồi. Khả năng là sẽ ngoi con pháo 6 tấn 4 cho nó vòng sang bên lộ bên kia. Hả? Chỗ này là chỗ để kiểm nghiệm công phu cờ tàn của đôi bên đây. Rất ngắn giờ luôn. Và trước đây thì Mạch Thần đã từng vô địch giải cờ trước Tài Thần Bôi đấy. Và trong cái trên cái bước đường đó anh đã từng đánh bại Vương Đình Nhất rồi. Khó đỡ lắm, mất còn tốt kìa kìa. Hay, và ván cờ này hay từ phần kết cấu khai cuộc cho đến trung cuộc và bây giờ là giai đoạn tàn cuộc. Một ván cờ phải nói là quá mãn nhãn luôn. Đấy, các bạn có thấy là cái tàn cuộc này Mạnh Thần chỉ hơn đúng con tượng thôi. Nhưng mà khả năng là rất là khó phòng thủ đấy. Và một bạn hỏi là tại sao không vật con xuống tượng để có thể hơn được con tượng, nhưng mà hơn con tượng trong bối cảnh đó chả giải quyết gì mà lại phải mất đi một nước cờ là phải ăn mã để đối phương bình xe thăng lộ 8 thì con mã của bên đen khó chạy lắm. Thôi và... mọi người cố gắng cho thêm 400 like để Lân lấy 500 thôi. Chứ còn nghe chừng ớt quả. Không, Trịnh Đông Hòa. Trịnh Đông bị Trương Bân ép hòa rồi. Như vậy là cao thủ số 2 của Trung Quốc đã không thể thắng được kỳ thủ số 59. Và hai đội Thâm Quyến và đội tuyển Quảng Đông đã chia điểm 4 đều. Ủa sao tướng của Vương Nhất lên cao thế kia? Không biết được, chả biết được tại sao lại bay con tướng lên trên đấy là chỗ. À đúng rồi, đâm pháo chiếu không bị sợ chiếu rút. Tầm này khó lắm. Tầm này đang lằng nhằng này. Vương Nhất đó, Mạnh Thần đó bán cờ tàn không phải kinh điển đấy, không phải là gì. Không, cũng rất là ra gì đấy mà. Tình huống đang cực kỳ gay cấn luôn. Đúng rồi. Đâu rồi? Tướng thế này thì đỡ làm sao được. Chưa biết được, bởi vì cơ tàn của Vương Nhất thì cũng rất là khét lẹp rồi. Và còn có mấy giây thôi, nhanh tay không lại dùng kim bây giờ. Dùng làm sao được với cái chi tiết. Bình tĩnh nhỉ, thế mà vẫn đi. Nhưng mà bị ép giờ thì nguy hiểm. Ăn sĩ rồi kìa, nó đập sĩ rồi kìa. Đập sĩ thì chuyển qua, không được, chuyển qua bắn pháo ngay. Giật pháo hay đâu bắn trung lộ. Giật pháo bắn trung lộ, vì mình đã ép chặt được con mã rồi, con mã không chạy được. Bây giờ ăn sĩ được không? Lý Hồng Gia đang xem mà chưa bình luận được gì cả, bởi vì hai kỳ thủ đánh quá nhanh. Vương Nhất vẫn còn thời gian để có thể uống nước và trấn tĩnh. 2k1 like rồi, anh em cố thêm 400 like thôi để lần được 500k. Thôi 3k like chắc là không đạt được kỷ lục gì đâu. Như vậy là Vương Nhất đã thoát thân rồi, chạy con tướng về ngay lập tức rồi. Và hình này là hình mà Vương Nhất vẫn có khả năng đỡ hòa được, mặc dù gãy tượng. Đấy, trận đấu ngày hôm nay tôi chưa thấy anh Nhất ngáp phát nào. Ủa, mà còn tôi kìa, mọi người vờn cao quá. Chưa, con xe vẫn trấn thủ được. Và lại giật một thôi, đến giờ. Đấy. Giờ rất là bay, không biết là Vương... Nhưng mà... Bên đỏ vẫn dự trữ được đâm pháo chiếu đấy nhá. Đấy, vẫn dự trữ được đâm vào chiếu rồi chuyển xe sang lộ 8 đứng. Cuộc cờ đang rất gay cấn, sau đó sẽ giật pháo về đáy. Khả năng sẽ giật pháo về đáy, ôm đáy. Tan cũng cao. Đấy, giật pháo về đáy rồi. Sau đó sẽ móc vào lộ 6 đứng chờ trước, sau đó giật xe về kỵ hà. Khả năng là dễ mất sĩ. Vỡ sĩ vỡ tượng là toi, không thở được đâu.
54.000 anh em rồi, anh em cho thêm một like đi. Để anh em mới vào like trong cái để... Chỗ này là sẽ giật xe kỵ Hà. Khả năng là sẽ chiếu vài nước để lấy giờ để cho nó đẹp đã. Trận này hay. À, ván cờ này quá hay luôn, một trận đấu khét lét về phần trung tàn của cả đôi bên. Như vậy là bắt móc xe vào bắt chết tốt rồi. Ôi khả năng là Vương nhất toang rồi. Rồi anh em cố lên 2.400 like để cho lần được 500 nào. Mỗi người chỉ cần 300 like nữa là lần nó sẽ được phần thưởng 500k. Rồi đấy. Anh em cố gắng giúp lần 500 để đi chơi tối về là thua mà còn tốt này thua. Mất ông thua tốt rồi, nguy hiểm quá. Mà còn tốt rồi. Anh em like cho cái đi. Vâng. Bình pháo vào lỗ 6. Có được không? Rồi, đang dọa chiếu rút. Như vậy là đấu xe. Bình sang bắt sĩ bên kia. Đấu xe. Ôi. Đấu xe thì hòa. Cao. Lực này cao rồi, đang dọa mã 5 tấn 3 như vậy, một nước cờ sót của Thiên Mã Vương rồi. Vâng, không biết là anh ta sẽ tính đường như thế nào đây. Chắc chắn là không đấu xe, đấu xe thì hòa. Đấu xe thì hòa. Rồi, Bình qua bắt sĩ rồi. Vương Nhất mà ăn được tốt thì sẽ mẻ sĩ. Như vậy Vương Nhất vẫn có cơ đánh hòa nếu mà dồn con mã vào vị trí ăn được pháo. Rồi làm sao được? Mã nhảy tới hai nước mà có thể bắt pháo nó cứ đi ra đi vào như đùa. Phải đập sĩ rồi, chỗ này phải đập sĩ rồi, quyết tử phải đập sĩ rồi. Vẫn đang con tượng vẫn đang ở đường biên khó để kịp chạy. Phải vào tướng tự không đi xe 4 thứ hai mất con tượng. Mất tượng ngay. Rồi. Như vậy đến đây vẫn đang quyết tử và bên đỏ vẫn đang bao vây bên đen khi mà đã bẻ được sĩ tượng của đối phương. Vâng, các anh em ủng hộ thì có thể ủng hộ cách đơn giản nhất là cho một like để cho đủ số like 24 và sẽ bình luận viên sẽ nhận phần thưởng từ thiếu gia Sài Thành và chủ một trang trại nuôi heo nổi tiếng của Sài Gòn đấy. Rồi anh em cố trao thưởng là anh ạ, cho là The Beatle. Hòa. Hòa thì mất con tượng luôn. Đâu hòa đâu, đang đánh nhau hay gì? Vâng, trận chiến vẫn đang cay cấn đây dù rằng rất ít thời gian. Rồi còn 200 like nữa thôi, anh em cố gắng giúp cho Mai Quý Lân để lên 2.400 like nào. Vâng, chỗ này mà có người dùng kim thì buồn cười lắm. Và Mạnh Thần đang nghĩ gì đây? Chưa hòa đâu. Như vậy lại giật xe bắt tượng này. Đấy, kiểu không, đi không quan tâm gì bắt xe bắt mã. Đẩy con mã ra lạc viện tượng. Chẳng là dễ thua. Chỗ này chỗ cơ tàn gọi là hạng nhất đấy, và cờ tàn đỉnh cao. Ăn được hay hòa được hay không thì là câu chuyện nó là hoàn toàn khác biệt. Nhất đến cả bạn thời đền nào cũng bị kiểu như là thua, kiểu như là cái vía. Như ván này Mạnh Thần đánh cao thực sự, phải ghi nhận là như vậy, cũng không phải là đỏ đen đâu. Anh em nhìn Mạnh Thần mặt rất là sát khí ở mỏng sát khí, chắc về tượng. Vương Nhất vẫn cực kỳ bình tĩnh, và tôi thấy là chưa có một cái cảm giác gì là hoảng sợ trong cái ván cờ này cả. Và Vương Nhất đang đứng đầu xạ thủ Vương với 9 thắng 4 hòa và chưa thua ván nào. Còn đây là ván đấu đầu tiên Vương Nhất lâm nguy. Rồi, chúng ta chỉ còn 15 phút nữa để thành 2.400 like thôi. 15 phút nữa mọi người cố cho 200 like để anh Lân đi về. Vâng, Vương Nhất đang đứng số 1 nhá, còn Mạnh Thần đứng số 2 của bảng xạ thủ Vương. Đâu. Điều đặc biệt là Vương Nhất chưa bại cái tay một ai cả. Đấy. Lần lượt đã thắng được 9 người rồi và hòa 6 à, hòa 4 kỳ thủ. Nhưng mà các bạn có thể thấy là ván này Nhất không có cơ hội đánh từ đầu đến cuối. Đỡ từ đầu đến cuối. Đỡ từ đầu đến cuối với Mạnh Thần. Đấy, đúng không? Bắt đầu răng sĩ lên để thoái giật pháo về đấy. Đã đảo sĩ để thoái pháo về đấy. Đổi hình. Và Trung Quốc người ta đếm nhiều nước lắm, phải tầm 50-60 nước cơ. Anh em các fan đang ủng hộ Vương Nhất là bảo hòa thôi, cờ này đánh gì ạ? Khó đấy. 5.600 người rồi mà cũng biết được nổi lại. Lần ạ. Các anh em cố gắng là ủng hộ cho một tí nữa nhá. Lần đi về trông vui vẻ. Tôi sẽ lại phóng ra Kỳ Hữu để ngồi chờ xem các trận chiến giang hồ. Chỗ này là chỗ đang mang ngay gửi sẽ cờ cho anh Lam nhá. Rồi tí em mới em nhớ rồi. Đấy, ủa vẫn 2.200 like thì 300 like khó thật đấy. Khó chứ. Ván đấu đang diễn ra một cách phải nói là cực kỳ gay cấn rồi. Không biết là đến đây bên đỏ có vần chết ở bên đen không thì chúng ta hãy xem. Vương Nhất vẫn quả nhiên là kỳ thủ có công lực tự tàn rất lợi hại. 2.300 like rồi, chỉ cần 100 like nữa thôi là Lân có phần thưởng 500k, xong rồi lên dần, hô dần lên dần, bao giờ lên 3.000k là được 2 triệu đi về. Bây giờ trước mắt là lấy phần thưởng nhỏ 500k đã Lân ạ.
Còn rất ít thời gian nhưng mà hai kỳ thủ vẫn đang bên công bên thủ vẫn rất dẻo dai. Đấy, anh em rất thích Mai Quý Lân bình luận thì anh em like cho Lân một cái để Lân còn có động lực để ngày mai còn làm tiếp. Vâng. Cảm ơn bạn Hà Nguyễn và cảm ơn tất cả các bạn. Mai là vẫn đánh hai buổi nhá. Vào ba vòng đầu vào lúc 12 giờ. Ba trận đầu và ba trận cuối vào lúc 18 giờ. Chỉ có hai khung giờ thôi, đó là 12 giờ trưa và 18 giờ tối giờ Việt Nam. Nhưng mà chính ra cứ đánh luôn hai vòng này hay hơn nhỉ. Tùy sự sắp xếp của ban tổ chức. Vâng, câu lạc bộ Kỳ Hữu chuyển về địa chỉ mới là số 86B Hồ Sen Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Gần câu lạc bộ Phương Liệt khoảng tầm 200m đấy. Rồi còn 100 like là được 500 vậy đó. Như vậy Vương Nhất đang phục nước cờ đâm xe chiếu đây, một nước cờ rất là theo kiểu nhà quê đấy. Vâng, nhà quê ra tỉnh, nhà một đòn đâm xe chiếu để ăn xe. Còn không thì chết tượng. Vâng, quả này là quả mạnh thần lại cướp được con tượng rồi. Vâng, không thể về mã bảo vệ tượng được vì chết xe mà. Vương Nhất đang đau đầu cho nước cờ của bên đối phương, như vậy là ăn được tượng rồi và mạnh thần đã có thể đập được tượng trong bối cảnh này. Đã trẻ được con tượng nữa ra rồi đấy, anh em ủng hộ cho Lân thì chẳng cần phải tiền bạc gì cả, cứ like cái là thật có thưởng. Và như vậy là ăn tượng rồi, như vậy là mạnh thần sau hồi vần vò đã cướp được con tượng lẻ của bên đối phương. Thôi rồi, ăn được con tượng thua rồi đấy, các bạn thấy không? Không, chỗ này vẫn hay này, chỗ này đang phục nước mã 3 tấn 2 này, như vậy là giật pháo về cửu ngay. Phục cái gì cơ này, phục với phương bình xe chiếm lộ, xe bình và ngũ. Bình đấy, sau đó pháo 4 bình 5, à pháo 3 bình 4. Mình không có duyên của Vương Thế Nhất. Cứ lần nào đấy Vương Thế Nhất tấn lên 1, hoặc là giật 1, giật 1, giật 1 an toàn hơn. Vẫn chưa 2004 này. Vẫn chưa 2004. Rồi, như vậy là Vương Nhất đã bắt chết được một tượng của đối thủ rồi. Và hình này là hình bắt đầu tiếp tục ăn xi. Và để cho bên Vương Nhất là vườn không nhà trống. Không, cái cờ này dễ thua mà. Tôi nói thật, tôi chả mình Vương Thế Nhất hay mạnh thần đâu, nhưng mà cờ này hình này dễ thua đấy các bạn, tại vì con má này nó cũng đứng ở vị trí hơi xấu. Vương Nhất đỡ đến đây là khủng khiếp rồi đấy. Quá dẻo rồi. Like là đúng, tại vì có người trao thưởng cho Mai Quý Lân là đủ 2.400 like thì được thưởng 500k, 3.000 like thì được 2 triệu. Chỗ này lại về tượng ngũ rồi, chỗ này khả năng lại về tượng ngũ. Ôi, như vậy là dẫn dụ ăn tượng để đâm xe chiếu ăn xe, lại một nước cờ lừa nhà quê nữa. Vâng, rất nhà quê gia tỉnh của Thiên Mã Vương. Nhập quê à? Đủ 2.400 like rồi. Ơi, cảm ơn các anh em nhé. Hoan hô, như vậy là hôm nay chúng ta đã rất mãn nhãn. Với tôi là một niềm vui trọn vẹn đấy. Vừa được đánh cờ, vừa được bình luận và vừa được xem các idol của cờ tướng Trung Hoa. Đủ rồi, cảm ơn The Beatle đấy. Cảm ơn thiếu gia Sài Thành nhé. Và The Beatle đã trao thưởng liên tục với những trận cờ phải nói là quá mãn nhãn, quá là hay luôn. Thôi chắc là chỉ ăn được 500k thôi. Không, em thì cũng không có tham vọng nhiều đâu. Và em quan trọng là xem ván cờ như này là sướng rồi. Và mấy khi mà chúng ta được xem một ván cờ phải nói là cực kỳ đỉnh cao. Nếu mà 600k, 600 like nữa ấy, thì Lân lại được 2 triệu cơ. Còn ở cái mức này thì chỉ được 500k thôi. Như kiểu ai là triệu phú vậy nhỉ? Người đấy thôi. Nhưng hôm nay chắc gì được 600k. Thế sự bao fan chìm nổi cả đấy. Đừng so thắng bại luận anh hùng, là hai kỳ thủ này đều thực sự là quá hay. Và tôi nhớ đến cái câu thơ mà tôi hay làm video off đấy. Và gì nhỉ? Trên bầu trời lịch sử đấy, và muôn triệu ánh sao xa đấy, trong dân gian vạn thủa ấy muôn triệu đóa hoa. Đấy, hai kỳ thủ này đều là những đóa hoa của cái tinh gọi là cái văn hóa quần chúng nhân dân. Và họ đã cống hiến những ván cờ mà nói là kiệt xuất luôn, cực hay luôn. Và vừa chất lượng, vừa cảm xúc và cái độ máu chiến và huyết lệ của nó là quá là để đời. Vâng, đẹp từ phần khai cuộc cho đến phần chung cuộc, tan cuộc và cả đẹp về phần chiến ý nữa. Như vậy là ván đấu đang hội tụ tất cả những cái gì gọi là đỉnh cao của cờ tướng hiện đại của Trung Quốc. Hai danh thủ vẫn đang gọi là bên công bên thủ. Bắt đầu rồi. Thế là hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn thứ nhất của The Beatle trao thưởng. Đấy, là được 2.400 like. Vâng, đây theo kiểu gọi là hình thế gọi là ngựa xe rong ruổi đường dài đấy. Vâng, pháo xe được thế lại càng tấn công đấy. Chỗ này là chỗ vào bên đỏ phải quyết thắng rồi. Bởi vì là mất bao nhiêu công sức bẻ gãy sĩ tượng của đối phương và ăn cả tốt lẻ của bên Vương Nhất mà không thắng được thì nó quá tiếc luôn. Theo kiểu của bình luận của Trung Quốc là gọi là vẽ rồng không điểm mắt. Như vậy là chói chất trung lộ rồi. Bình xe nhìn sĩ được không? Xe 3 bình 6 được không? Không, như vậy là chiếu à?
tâm chiếu chui vào tâm à, đâm là... chiếu chui vào tâm. Ôi sao đâm chiếu chui vào tâm nhỉ? À người ta về sĩ được anh. Về sĩ thì chạy xe ra. À, bây giờ là xe 3 bình bình 7 đi. Cô cứng con mã lại. Vâng. Ván này là Lân được ủng hộ cho Mạnh Thần, tại vì ván này Mạnh Thần thắng lại anh. Hết nước cái gì đâu, vừa ăn con tượng rồi mà hết nước. Vâng, Trung Quốc đếm 60 nước rồi bạn ơi. Ván này mà Mạnh Thần thắng là anh Huấn, anh sẽ tặng cho Lân 500 tiền đấy đấy. 500k đấy. Thế mà Phương rất hay kỵ Mạnh Thần thật, đánh lần lao hơn đấy, thế mới sợ nhỉ. Thế mới lạ, gặp Mạnh Thần là nguy hiểm. Rồi, 5.700 anh em rồi. 5.700 anh em like cho một cái thôi là Lân được 2 triệu đi về. Thế mà rất là khó khăn nhỉ. Vâng, Mạnh Thần và gì đây, một bạn bình luận là gì? Mạnh Thần thua bất kỳ ai cũng được, nhưng mà không được thua nhất. Đấy. Đó, trận này sẽ là một trận sẽ kích động cái tinh thần và quyết gọi là đốt lên ngọn lửa trong cái sự khát khao của Vương Nhất. Khi mà tới đây Vương Nhất sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch của giải cá nhân Trung Quốc vào năm 2020 đấy, ở Thượng Hải trong giải Cửu Thành Ngôi. Và ngày 30 tháng 11 sẽ là khai chiến giải cá nhân Trung Quốc. Và hai kỳ thủ vẫn đang công thủ, chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Mặc dù là bên Vương Nhất đang sắp sửa rơi vào trạng thái thua trận, nhưng mà vẫn phải đòi hỏi bên đỏ một cái sự miệt mài, một cái sự gọi là miệt mài để tấn công. Vâng, pháo thì là ngựa xe rong ruổi đường dài đấy. Vâng, pháo xe được thế miệt mài tấn công. Vâng, chỗ này là chỗ mà bên đỏ sẽ phải cố gắng làm sao đừng để đấu xe là được, và chỉ cần không đấu xe là thắng. Chính ra cho Mạnh Thần gặp Vương Nhất đánh hán sở nhỉ. Hán sở ấy không phải vô địch thế giới, anh tưởng vô địch thế giới còn dễ. Phải vô địch Trung Quốc, Mạnh Thần đã vô địch Trung Quốc bao giờ đâu. Vâng, vẫn chưa thua nhé. Vâng, rất xin cảm ơn tất cả các anh em vẫn đang yêu mến hai kỳ thủ và đang ngồi xem chiến trận rất là lâm ly và lầy lừa trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, rất may là hôm nay chúng ta đã được xem một trận thượng đài đỉnh cao của sân chơi giáp cấp. Có lẽ đây là ván đấu hay nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Thua. Đi vào. Thế thì gặp hay thua thế nhỉ? Năm ngoái thua 3 trận rồi, năm nay thì đang đứng trước nguy cơ thua trận đầu tiên trong mùa giải. Rồi, The Bitter đã ủng hộ 500k rồi, cảm ơn. Vâng, cảm ơn thiếu gia The Bitter nhá. Vâng, đã lại tiếp tục ủng hộ cho chương trình và bình luận viên. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. À, bây giờ thì đến lượt Vương Nhất đó. Và thời gian thi đấu của hai bên lúc nào cũng ở trạng thái cận giờ, cũng chỉ còn lại có khoảng trên dưới khoảng 1 phút thôi, mà chưa đến 1 phút đấy, mấy chục giây. Bên đỏ vẫn ỉ vào hệ thống bền sĩ tượng để có thể tấn công dứt điểm đối thủ. Và bên đen vẫn còn con sĩ lẻ loi nữa. Lý Hồng Gia không biết nói câu gì trong cái trận chiến này, khi mà hai danh thủ ở top 6 đang đánh quá hay. Ok. Vâng, cái đáng khen nhất của Vương Nhất chính là ở trạng thái gọi là lâm nguy bất loạn. Vâng, anh ấy vẫn rất bình tĩnh và vẻ mặt có phần rất thản nhiên để đón nhận thất bại. Và nếu mà trận đấu này mà Mạnh Thần mật thắng thì hy vọng là ở giải cá nhân Trung Quốc tới đây hai kỳ thủ này sẽ có duyên đụng độ, thì lúc đó sẽ là một trận đấu nó sinh tử khác nữa. Cao lên. Như vậy đang chuẩn bị phục lực cờ chém rồi. Và bây giờ đi đâu bây giờ? Tấn lên nhìn mã được không? Tấn xe nhìn mã. Sau đó là có đường cờ bình xe sang lộ 2. Bình xe lộ 2 bắt mã, rồi tấn xuống bắt sĩ. Đấy, buộc phải nhảy mã xuống lộ 7. Không biết là Mạnh Thần đang chói cây kiểu gì đây. Sau đó giật 1 để bắt xe. Hay kiểu gì là giật 1 để bắt sĩ. Như vậy lấy giờ à, từ từ đã. Chỗ này Vương Nhất vẫn đỡ quá dẻo luôn, vẫn chưa chết. Từ nãy giờ mãi không chết rồi. Ăn đầu tiên là ăn một con sĩ ngon thượng rồi, còn con sĩ còn tốt rồi đấy, ăn phải là tốt rồi đấy. Mà còn con sĩ cuối cùng lại dài thế. Dài nhanh nhanh luôn vẫn. Đấy.
Tôi có rất nhiều những ván cờ tàn mà tôi ấn tượng với Vương Nhất. Đầu tiên là ván đỡ thua kém La Khâm 2 pháo ở giải Lạc Bắc Tranh Hùng năm 2015. Sau đó là có một ván cờ ở giải cá nhân Trung Quốc đánh Triệu Hâm cũng bị thua một mã. Và một ván cờ nữa cũng cực kỳ đáng nhớ, đó là đánh với cả Vua Hoa ở giải Tích Quế Viên Bôi. Và xe pháo sĩ oánh chết được xe mã của đối thủ. Rồi, như vậy đến đây thì lại trói chết cây rồi. À không, vẫn kịp chạy, vẫn kịp chạy. Rồi, nhưng mà vẫn chạy đi đâu bây giờ? À, lao xuống chứ hiểm địa rồi. Còn ma dễ mất. Dễ mất, về sĩ con ma đứng đường luôn này. Thôi, 99% là Vương Nhất thua rồi. Rồi, như vậy là con ma đứng đường rồi, vâng, hết chạy rồi. Và ngựa kia ơi hỡi ngựa kia đấy. Và ngựa rơi đường hiểm, ngựa xa đường hiểm, ngựa rơi mất rồi. À, chỗ này không biết chạy đi đâu bây giờ này. Bây giờ bình rồi đấy. À, như vậy là khả năng là túm được thêm con sĩ nữa rồi. À, loang quang một lúc lại vồ được con sĩ rồi. Chém rồi, có đi đâu rồi này, bên chém sĩ rồi. Như vậy tôi thấy là giờ giơ tay chém sĩ rồi. Như vậy là đã bẻ hết cả sĩ tượng cho Vương Nhất ở trạng thái gọi là vườn không nhà trống đấy. Ván này tôi thấy Vương Nhất đánh không có sắc, nhìn cái thần thái không có sắc khí đâu. Không phải có sắc khí mà đi thâu, anh phải hiểu là nó lắc chính trịch. Chứ còn nếu mà đi tiêm thì nó làm gì? Ôi chết rồi, ăn được con tượng rồi. Tượng thì làm gì, con tượng chả là gì. Ôi khác đấy nhá, ăn được con tượng là phòng hệ thống phòng ngự là có sự lung lay đấy. Nó khác hoàn toàn đấy. Mất hết xí tượng. Nếu mà không ăn, không mất con tượng nó khác bọt lắm anh tưởng. Vâng, chém sĩ là đếm lại rồi đấy. Vâng, vẫn cứ đếm thôi. Và các bạn cũng nói chung là thông cảm, bởi vì là trạng thái quá cận giờ mà đánh kịch liệt rồi, cho nên là ai cũng có thể mắc sai lầm thôi. Và vừa rồi là một nước cờ gãy tượng hơi phí của Mạch Thần, tuy nhiên vẫn còn con tượng lẻ nữa, vẫn có thể chiến thắng được. Đỡ quá kinh luôn, vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Và Mạch Thần đang loay hoay để tìm đường chiến thắng trong giai đoạn cờ tàn đơn xe đơn pháo oánh, đơn xe đơn mã, vườn không nhà trống. Đâu rồi? Vẫn đang đỡ. Vẫn đang đỡ. Đấy, 5.875 anh em rồi mà. Như vậy là chuẩn bị đi nước cờ pháo 7 thoái 1 đây. Pháo 7 thoái 1 rồi. Nếu mà chiếu thì về sĩ luôn, mà sập sĩ cái là có thể mở mặt tướng luôn. Và sau đó kê pháo một lộ lục là cục luôn. Tuy nhiên thì Vương Nhất vẫn đỡ. Và Vương Nhất đến đây vẫn không chịu buông cờ, vẫn đang quyết chiến đến cùng. Và Vương Nhất nổi tiếng là công như đắc đổ mà thủ vững như sơn mà. Đây là một trận hình mà chúng ta đúng với từ nghĩa gọi là thủ vững như sơn đấy. Đỡ mãi không chết. Và nếu như Vương Nhất mà chỉ cần tròn trí tượng thôi, chắc là bên đỏ hết công, hết đường công luôn. Các thấy rằng là kỳ thủ cầm quân đỏ vần cờ không phải là yếu đâu nhá. Số 6 Trung Quốc đấy, vẫn mãi vẫn chưa xong. Loay hoay lại chém đấu xe thì qua này. Vẫn đứng ở 2.400 lại, không lên rồi. Đấy, 5.900 anh em rồi. Đâu thua chưa? Chưa. Nhưng mà chắc là thua. Chắc là thua rồi. Không đỡ được. Vỗ pháo mặt chiếu để cướp lộ đã. Xong đầu bình qua để bắt mã. Vương Nhất chỉ còn lại có chưa đầy 10 giây. Đấy, các bạn có thể thấy là thần đá như thần nhỉ? Không, phải đánh hay. Phải đánh hay nhất ngày hôm nay này. Đấy, các bạn có thấy là ván Vương Tiến Nhất đánh cả Mạnh Thần hôm nay là ván hay nhất của ngày hôm nay. Vỗ pháo rồi. Lại phục nước cờ chém xe xuống sĩ để đóng xe. Như vậy là chiếm được trung lộ rồi. Giật con pháo 5 Như vậy là xe chiếm trung nguyên rồi. Đấy, rồi sắp ta đi bô ép rồi. Như vậy là chuẩn bị phế xe vào mã đây. Phế thì chi xí hết cờ luôn đi kìa. Nhưng mà em thích phế xe vào mã hơn cho nó đẹp. Thua rồi, Vương Nhất cho nó bay. Vâng, đến đây thì Vương Nhất là ngất rồi, bởi vì cảm ơn xin cảm ơn tất cả anh em. Như vậy là Vương Nhất đã đầu hàng sau nước cờ giật pháo ôm đáy, đang dọa chi xí là cục.
xin là cảm ơn anh Huấn Nguyễn, anh của Nam Định đã tặng 500k cho Bình Luận Viên nếu mà Thiên Mã Vương thắng. Đấy, như vậy là Vương Nhất đã ngã ngựa xa trường lần đầu tiên tại Giáp Cơ Liên Tái khi mà thua dưới tay của Thiên Mã Vương, một ván cờ đỉnh cao của kỳ thủ số 6 Trung Quốc. Được 2500k like rồi. Như vậy là các trận đấu ở vòng thi đấu 14 đã khép lại rồi. Và giờ tôi xin đọc cái kết quả cuối cùng của các trận chiến vòng 14 cho các bạn vào sau để có thể biết hơn. Và chúng ta vừa xem một trận đấu phải nói là quá khủng khiếp và hấp dẫn. Và ở vòng thi đấu thứ 14 thì Hàng Châu đã thất thủ 26 Bích Tứ Xuyên, Hạng Môn hòa Giang Tô 4 đều, Sơn Đông hòa Hắc Long Giang 4 đều, Thượng Hải hòa Chiết Giang 4 đều, Kinh Ký thua Hà Lam 3-5 và Quảng Đông chia điểm với Thâm Quyến 4 đều. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình bình luận trực tiếp vòng thi đấu thứ 15 ở khung giờ 12 giờ ở 3 trận đấu sớm vào ngày mai, ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Và xin cảm ơn quý vị các bạn, các mạnh thường quân đã yêu mến, ủng hộ và theo dõi chương trình. Và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình gần nhất. Và xin chào và lại quá hay cho một buổi tối phải nói là mãn nhãn về công phu cờ tướng.